Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc máy bay cánh bằng mini Piper G3 Coupe này. Nhìn cái hộp của nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhé. Đây là tờ hướng dẫn kèm theo máy bay này. Và đây là một tờ hướng dẫn tiếng Việt của hanoi.com. Đây nhé, hanoi.com này. Có thể nói là chủ shop rất chu đáo, đã in sẵn một tờ hướng dẫn sử dụng này bằng tiếng Việt này. Rất là tiện lợi. Các bạn có thể truy cập hanoi.com này để có thể mua. Tiếp theo chiếc máy bay này, về phụ kiện thì nó kèm theo là, mình sẽ mở xem, hai cái quạt dự phòng này, một dây sạc USB này và một càng đáp. Mình sẽ bỏ vào đây. Tiếp theo là tay điều khiển sử dụng sóng vô tuyến 2.4. Dùng 6 pin AA 1.5V. Tiếp theo là chiếc máy bay này. Rất là nhỏ gọn. Shop rất là khỏe. Tha hồ đập thoải mái. Bạn thấy nó cứng và dẻo như thế nào? Phần đầu này có một cánh quạt này. Cái cánh quạt này nó chỉ để cho đẹp thôi, trang trí, nó không thể hoạt động được, chỉ có hai cánh hai bên này. Ở dưới bụng này là mạch điều khiển. Đây là chân sạc pin. Đây là công tắc ở đây. Mình sẽ bật thử nó. Ok. Piper G3 Coupe FX803. Chiếc này rất là khỏe, ta phải đập thoải mái. Với càng đáp mình sẽ gắn vào đây. Càng đáp này, nếu bạn muốn mua linh kiện để chế đồ thì bạn nên mua chiếc máy bay như thế này, rất là rẻ. Trước khi mình mua linh kiện, một bộ linh kiện của chiếc máy bay này để mình làm tất cả những cái đồ khác, nó lên 700k luôn. Đây, bộ linh kiện như thế này. Trước khi mình mua bộ này, dùng tay điều khiển này. Đây, cùng một tay điều khiển, nó tương tự như tay điều khiển này. Và một bộ này, nó cũng là đủ một bộ linh kiện của chiếc máy bay này. Không có kit là thân vỏ này nhé. Giá của nó là 700k, rất là đắt. Các bạn hãy mua chiếc máy bay này, nó chỉ có 590k thôi. Nó đủ hết bộ linh kiện này. Có thể khi chưa chán, các bạn hãy lấy linh kiện ra, chế những đồ khác. Tất cả những đồ có thể chế được từ bộ linh kiện này, mình đã chế rất nhiều. Các bạn hãy vào kênh theo dõi là được. Gồm một pin này, là 4 cánh quạt, một mạch điều khiển, hai chiếc motor này và một dây sạc. Nó cũng tương tự như bên này. Đây là một dây sạc này. Đây hai cánh quạt, hai cánh đây nữa là 4 này. Hai chiếc motor này, một cục pin trong này, mạch điều khiển và tay điều khiển, nó cũng tương tự nhau. Và chúng ta được thêm một chiếc máy bay này, giá chỉ 590k. Còn bộ này mình mua 700k lận, rất là đắt.
mình sẽ bật công tắc luôn nhé. Mình sẽ test thử. Rất là mạnh. Về tay điều khiển của chiếc máy bay này, để sang trái sang phải này, tôi chỉ cần gạt cần này. Ở giữa này có một nút tinh chỉnh. Nếu khi ở cái cần này ở giữa này, chúng ta không lái bên nào, mà máy bay chúng ta vẫn bay sang bên phải này, chúng ta tinh chỉnh về bên trái này. Khi chúng ta vẫn đi thẳng này, mà nó cua sang bên phải này, chúng ta không chỉnh cái này, chúng ta tinh chỉnh về bên phải. Rất là đơn giản.